Thiên Chúa Toàn Năng đã muốn gọi tôi tới Chúa là bà cụ Anna ra khỏi cuộc sống đời này mà về với Chúa. Chúng ta hãy xin gửi lại xác tôi tới Chúa cho lòng đất, để tôi tới Chúa trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đứng đầu tiên đã từ cõi trên sống lại, Người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta nên sống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin trao gửi tôi tới Chúa là bà cụ Anna cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Người, và cho thân xác tôi tới Chúa được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tôi tới Chúa là bà cụ Anna. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho kẻ chết sống lại, xin loài thương ban cho linh hồn bà cụ Anna được sống đời đời. Chúa đã hứa khiến nàng cho người kẻ trộm có lòng hối cải, xin đoài thương đưa linh hồn bà cụ Anna vào nước trời. Chúa đã cho linh hồn bà cụ Anna được ghi ấn tín trong nước thánh, xin đoài thương cho linh hồn bà được vào sổ cán thánh và được và những người Chúa chọn. Chúa đã nuôi dưỡng tôi tới Chúa là bà cụ Anna trong tiệc mình thánh, Chúa xin đoài thương nhận linh hồn bà vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa đoài thương cho chúng con đang thương nhớ linh hồn bà cụ Anna này được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời. Tôi tới Chúa khi còn sống, tôi tới Chúa đã có lòng ước nguyện vâng theo thành ý Chúa, vậy ở dưới đất đức tin chân thật đã liên kết tôi tới Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời xin Chúa nhân lành cùng cho tôi tới Chúa được sum họp với hàng ngũ cảng thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn bà cụ Anna được nghỉ ngơi muôn đời. Năm nữa, kính thưa quý cộng hội đồng mục vụ giáo xứ, các giáo xứ của chúng các giáo họ, kính thưa quý hội đoàn, quý thân bằng quý thuộc, sau đây có lời của người con bình biệt mẹ, đó là linh mục Pedro Minh Tịnh Minh Công. Mẹ yêu dấu, với tư cách là đứa con đầu lòng của mẹ, giờ đây con xin phép mẹ nói mấy lời cảm ơn và vĩnh biệt mẹ.
Mẹ đã được sinh ra ngày 8 tháng 5 năm 1921 và nay được Chúa gọi về chốn vĩnh hằng, quê hương đích thực và trường tồn. Cuộc đời mẹ ở trần gian này nói được là tường thọ đến 93 tuổi. Mẹ là con đầu lòng của ông bà ngoại Nguyễn Hạnh và Trần Thị Yên. Các cậu các dì đã qua đời hết cả rồi, mẹ đã đi qua nhiều chặng đường trần thế. Mẹ sinh ra tại làng Xuân An, kết hôn và lập gia đình với ông Trần Bằng tại Thủ Tân. Sinh được 3 đứa con, 1 trai 2 gái, chết 1 còn 2. Sau khi bố chết, mẹ tái giá với ông Nguyễn Thơ tại xứ Cẩm Trường và sinh thêm 6 người con, 3 trai 3 gái. Cuộc đời mẹ có thể nói được như lời sách Khôn Ngoan rằng: cuộc đời ví thế thuyền trôi, lao mình trên nước xé đôi sóng ngàn, phóng nhanh còn biết hỏi han, một làn nước mạn xóa tan vết đường. Tích sách Khôn Ngoan câu 5 đoạn 10. Vâng, cuộc đời của mẹ cũng như bao nhiêu người khác có thể nói được là có nhiều gian truân đau khổ. Ai mà không biết số phận của một người mẹ ghẻ với con chồng, còn là gì nỗi khổ của kẻ làm dâu hai đời. Nhưng mẹ cũng phúc mà may mắn vì hai người chồng của mẹ là người hiền lành phúc đức. Mẹ có một nỗi niềm đau khổ khác thường, đó là mẹ phải để lại đứa con đầu lòng của mẹ cho phía bên nội để nối dòng tâm đường. Mẹ chỉ được đưa theo đứa con gái về ở với giường. Nhưng có lẽ sự đau khổ ấy cũng là sự may mắn cho mẹ và cho con. Sau một năm ở với bác và bà nội, con đã theo nội đi di cư vào miền Nam năm 1954. Dĩ nhiên sự xa cách mẫu từ hồi đó quả thực là một vết thương của lòng mẹ và của con nữa. Nhưng rồi trong các bất hạnh khổ đau đó cũng có điều may mắn do Chúa ban phòng xếp đặt. Ở miền Nam có con cơ hội và điều kiện học hành. Nhờ đó khi Chúa cứ gọi, con đã đáp lời dâng mình cho Chúa trong nhà dòng Si Tô Phước Lý. Sau khi khấn dòng được 3 năm, bề trên gửi con sang trụ trì du học. Cuối tháng 9 năm 1968, ngay trong thời gian chiến tranh Nam Bắc khốc liệt, khi chiến tranh chấm dứt và thế chế chính trị đổi thay, con không về Việt Nam được nữa, đất nước hết chia đôi. Nhưng thời gian chia ly giữa mẹ và con kéo dài thêm đến năm 1990. Lần đầu tiên sau 36 năm xa cách mẹ, con gặp nhau tại phi trường Tân Sơn Nhất. Niềm vui hồi ngộ khôn tả, mẹ con hôn nhau nước mắt tuôn trào. Và từ hôm đó đến nay con đã 5 lần về thăm mẹ. 4 năm nay thời gian mẹ liệt giường, con về thăm mẹ, sống với mẹ những ngày cuối đời. Mẹ con gặp nhau niềm vui chưa trọn thì lại phải chia tay giả từ. Bây giờ mẹ đã vĩnh biệt ra đi, ôi buồn thay hỡi mẹ. Kính thưa mẹ, bây giờ đã về với Chúa, đứng mà mẹ tin yêu và đặt tất cả sự cẩn trọng của mẹ, lúc thành đạt cũng như lúc rủi ro, điều chắc chắn là từ nay mẹ không còn phải chịu cực khổ đau đớn vì bệnh tật nữa. Đó là niềm an ủi của chúng con. Nhưng chúng con không thể nào không cảm thấy sự mất mát to lớn, không gì có thể bù đắp được. Đó là sự vắng bóng của mẹ trong khoảng đời còn lại của chúng con. Giờ đây hồi tâm lại, chúng con thấy mẹ là tất cả sự hạnh phúc và hạnh diện của chúng con.
Có lẽ trước đây đôi ba lần chúng con đã không hiểu hết tấm lòng của mẹ đối với con cháu. Đã đôi ba lần chúng con không đánh giá mẹ cho đúng mức. Chúng con không thể nói như nhiều người khác rằng mẹ mình cao sang, quyền quý, có học thức, có địa vị trong xã hội. Mẹ thì là một người bình thường như nhiều người phụ nữ khác. Nhưng đối với chúng con, không ai có thể so sánh được với mẹ. Chính vì mẹ không có học thức, không có địa vị, không có giàu sang, để cho chúng con. Vì thế, mẹ đã dành cho chúng con một tình yêu vô bờ bến. Một tình mẫu tử đậm đà, từ lúc chúng con mới chào đời, mẹ đã vất vả nuôi nấng chăm lo cho chúng con mọi sự. Để cho chúng con không thua kém bạn bè, mẹ đã phải nhịn ăn bớt mặc. Mẹ không bao giờ đòi chúng con phải làm gì cho mẹ quá khả năng. Nhưng mẹ đã hy sinh tất cả vì chúng con. Tình yêu mẹ đã dành cho chúng con thật bao la. Tấm lòng của mẹ đối với chúng con thật cao vời. Mẹ rất quý dấu. Một lần nữa, chúng con hết lòng cảm ơn mẹ đã cùng với đấng tạo hóa ban cho chúng con sự hiện hữu và sự sống. Chúng con cảm ơn mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ chúng con nên người. Và chúng con chỉ xin lỗi mẹ về những lỗi lầm một cách nào đó đã làm mẹ buồn phiền. Nhiệt xin Chúa tạ ơn bồi hậu cho mẹ và dùng lòng thương đón mẹ đưa vào thiên đàng cùng với mẹ Maria và các thánh thượng tiến tôn đan Chúa luôn mãi. Giờ đây chúng con sẽ cúi chào vịnh biệt mẹ. Vịnh biệt mẹ đời này mẹ ra về với Chúa, thoát khỏi chốn lưu đày khổ đau không còn nữa, hưởng hạnh phúc tràn đầy. Vịnh biệt mẹ đời này, con yêu dấu của mẹ Phêrô đa minh trần với con. Kính thưa đại, kính thưa đức tu sinh, kính thưa quý hội đồng phục vụ các giáo sư cùng các giáo họ, kính thưa quý hội đoàn, kính thưa toàn thể thân bằng trước sau, mẹ con trong 4 năm là mình được quý cha, quý tu sĩ, quý hội đoàn, quý hội đồng, các giáo sư, các giáo họ đã đến thăm viếng, chia sẻ và động viên gia đình chúng con. Chúng con rất là cảm ơn quý vị đã dành nhiều thời gian đến với gia đình chúng con. Chúng con cũng không biết nói gì thì xin Chúa đã không buổi họp cho chúng ta và xin quý vị một lần nữa gia đình chúng con xin cam kết kính mời cha, kính tu sĩ lắng nghe cùng quý hội đồng phục vụ, quý hội đoàn cùng toàn thể bà con thân bằng tiếp thuộc. Quá bộ gia đình con mình được một bộ thân mắt nói nên sự ưu ái và lòng biết ơn của gia đình chúng con. Chúng con xin cảm ơn.